Tôi hôm nay lại giới thiệu cho các bạn biết một cái cây thuốc tốt nhất Việt Nam chữa về tai biến và đột quỵ. Đây là cây thuốc thạch xương bồ. Nó chữa được bệnh, rất nhiều các bệnh, như về dùng thuốc bổ dạ dày. Đấy. Dùng thuốc làm thuốc bổ, làm dịu cơn đau, rồi là thông kinh lạc, sáng mắt, rồi thính tai, trừ phong thấp và nhức xương. Đó là từ cái cây thạch xương bồ này. Còn diệt cả sâu bọ, rồi là chống tà ma. Bên Trung Quốc thì cứ Tết thì treo cái này mới lại cái ngày cứu trước cửa nhà. Một nhánh như này. Đây là cây thạch xương bồ. Cây thạch xương bồ này thì ở Việt Nam sắp sửa tuyệt chủng mất. Nó thường thường mọc ở các rạch nước. Đó, thường thường mọc ở các rạch nước. Thì mình giới thiệu cho các bạn biết là dùng liều lượng, ví dụ như thể tai biến thì dùng lá này xông. Đấy, dùng lá này xông. Và cứ duy trì uống, lấy củ của nó lại uống này. Lấy củ của nó lại uống này. Uống thì liều lượng thì tầm 3 đến 6 gram cái củ này, củ hơi khô. Đấy. Phơi khô âm can và dùng củ này 3 6 gram trên một ngày uống. Cứ uống duy trì như thế thì các thể bệnh sẽ tốt hơn, tốt lên. Còn ngoài ra công dụng như trên Lương Nghi vừa nói thì nó còn rất nhiều công dụng, như cái thể về chữa đau xương khớp thì nó là cây thuốc thông kinh lạc, thông cửu khiếu và thông tất tần tật. Nếu uống cái này và thông tất tần tật các thể trạng cho mỗi người chúng ta. Đấy, Lương Nghi xin giới thiệu cho các bạn biết đây là cái cây thạch xương bồ. Mà cây này, đây là cây thạch xương bồ đỏ. Đấy, đây là cây thạch xương bồ đỏ. Lưu ý là đỏ đỏ, nó đỏ đỏ này, đỏ từ nhánh gốc này. Đấy. Còn ngoài ra ấy, thì để làm món gia vị, ví dụ như là các đồng bào vùng cao ấy, lấy cái lá này thái nhỏ ti ti ra, cho với muối, với lại ít mì chính, là trộn với nhau chấm thịt gà rất thơm. Đấy, xin giới thiệu cho quý vị và các bạn biết, đây là cây thạch xương bồ.